Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay lại về được mấy chiếc 150 siêu keng luôn nè. Mấy chiếc có mấy chiếc màu trắng ngọc trinh luôn này. Đấy, GDX màu trắng ngọc trinh nhá. Đấy, và CBR màu trắng ngọc trinh luôn. Đấy, anh em thấy không? Siêu đẹp luôn anh em ạ. Và hôm nay thì có về T-Bix nữa nha. T-Bix cũng mới về. Thì bây giờ mình sẽ vào báo giá chi tiết mấy chiếc mới về cho anh em này. Đó, siêu đẹp luôn anh em ạ. CBR thì siêu đẹp nhá. Ok nhá. Thì ở đây có T-Bix này. Đó, T-Bix với lại GDX màu trắng ngọc trinh với CBR siêu keng. Đấy, mới về luôn ha. SX thì hôm nay về cũng rất là nhiều luôn ha. Đây có quả màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Đó, đủ màu cho anh em lựa chọn nha. Rồi có CBR. Đó, CBR này, rồi CB150R. Đó, CB150R. Ok, thì có hai chiếc nha. Màu đỏ đỏ mận này, màu nhám nha, với con một màu đỏ ha. Thì đây mình sẽ báo giá cho mấy chiếc CBR trước nha. CBR thì con này thì 150R, biển số 67 này. Giá nó là 60 triệu nhá. Đó, màu trắng ngọc trinh luôn. Con này thì giá nó là 60 triệu nhá. Đó, xe rất là đẹp luôn, đời 2019. Con màu đỏ này thì như là khách cọc rồi. Có hai con CB150R. Con này thì đời 2018, biển số 85 này. Đó, giá là 55 triệu nhá anh em ơi. Con màu đen nhám này, đỏ nhám này thì hồ sơ cầm tay rồi, đài 2019 luôn. Giá nó là cũng là 57 triệu. Ok ha. Đến GDX, hai chiếc GDX màu trắng ngọc trinh cũng siêu keng luôn em ạ. Con này thì lên chống đổ này ha. Đèn xi nhan đồ chơi. Đó. Con này thì biển số 86, đời 2019 nhá, giá là 52 triệu nhá. Đó. Ok, con màu trắng ngọc trinh nữa này. Con này thì con này cũng đời 2018 nhá. Giá là 58 triệu nhưng mà. Đó, 28, 58. Con này con này 52 chứ, con này cũng 52 nhưng mà. Đó, hai con màu trắng nhá. Con màu đỏ này ha. Màu đỏ đây đời 2019, giá cũng 52 luôn. Đó, biển số 74. Con màu đen này ha. Màu đen thì con này đã mấy đâu? Đời 2019 này. Đó, biển số 74 thôi. Đó. Giá là 47 triệu. Đó, à không phải. Con này 58 chứ. Đó, 58 triệu 900. Nói anh em nha, con này ABS nhá. Bản đặc biệt này, ABS màu đen nha. Rồi con này cũng bán ABS luôn này. Ở giá cũng ở 58 triệu đó. À. Đó, còn đâu là mấy con này thì có năm giá 57 thôi. À. Có con này thì đỏ thì giá thì còn 57. Mấy con này 47 ha. Đó. Ok nha. Đó, có T-Bix này, có T-Bix mới về nha. Đó, ok. T-Bix mới về này. Đó. Đó, T-Bix này nhiêu tiền lên? T-Bix màu xô cầm tay. Con này giá cực kỳ rẻ luôn, 45 triệu. Đấy. Đó, 45 triệu nha nhá. Ồ, siêu đẹp luôn. À, rút hồ sơ rồi nhá. Đó. Đó là siêu đẹp luôn. Con này thì này có lên tay thắng tay côn Rambo này. Đó, chung là xe rất là đẹp luôn, xe zin cực đẹp luôn anh em ạ, đẹp đến từng ốc tán luôn. À, anh nhìn thấy không? Đó, siêu đẹp anh em. Đó, hầu như là không có gì phải chê luôn. 45 triệu rút hồ sơ sẵn nhé. Ok. À, bây giờ mình sao vào bên trong. Trong này thì có R15 này. Đó, R15 cũng mới về. Hôm bữa R15V3 thì hôm bữa cháy hàng, mới về được thêm một chiếc. Còn chỉ còn R15V2 thôi nha mà. Đó, còn một chiếc nha. Con này thì đời 2020 này, rút hồ sơ sẵn này nha. Đó, giá là 62 triệu. Đó, 62 triệu đời 2020. Lên chống đổ thôi. Đó. Mới đi 700 cây nha mà, siêu keng luôn. Đó. Đấy. Xe như mới luôn anh em nha. Đó, mới 700 cây à. Đó. 2020, 62 triệu nha anh em. Đây có CBR 250. Đó. Đã rút hồ sơ rồi, đời 2013. Giá là 56 triệu 900 ngàn. Đó. 250 nha anh em. CBR 250, bản nhập Thái. Đấy. Giá rất là mềm luôn.
có lên chống đổ và cây bô đóng cái bô arao gì á. Rồi tiếp theo con này thì nhìn khách cọc rồi phải, đây 215. Có con đời 212 này, biển số 59 nhá. Con này thì giá rất là mềm thôi, giá như 38 triệu. Đó, 38 triệu anh em nhá. Đến cái bộ Liêu Vin ha. Rồi ok, con này thì đời 214 này, biển số 60. Giá nó là 43 triệu nhá. 43 triệu bản nhập Thái. Đấy. Ok, đây có R15V2 này, R15V2 thì về rất là nhiều nhá. R15V2 thì hôm nay thì thấy 2 4 6 8 con. Đó, 8 con R15V2. Đấy. Con này rút hồ sơ rồi. Đời 215 nhá. Giá nó chỉ 45 triệu thôi. Đó. 45 triệu anh em nhé. Rồi ok. Tiêu đến con này. Con này thì không thấy nhưng mà giá cũng tầm cả 45 thôi. Có con này giá mềm nhất này. Con này thì biển số 72. Đấy. Đời 215, giá nó là 37 triệu nhá. Đấy, 37 triệu thôi. Ok ha. Rồi, tiếp theo đến dòng đời 215 biển số 68, con này là 46 triệu này. Đó. Con này thì đời 215 luôn. Đó. Giá là 44 triệu biển số 63. Đấy, ok nha. Theo con này cũng đời 215 luôn, hầu như là đời 215 hết anh em ạ. Biển số 59, giá là 56 triệu nhá. Đó. Có lên cái bô gì đó, mình cũng không rõ cái hiệu bô ha. Con này, đó. Con này thì biển số 59 này, đời 214, giá là 43 triệu anh em ạ, xe zin. Ok ha. Rồi con này thì đời 215, biển số 70, giá là 45 nhá. Rồi ok. Tiếp theo, con này mới về. Con này thì em biết con gì không? Kawasaki Busa. Đấy. Cái bán này là bán ABS nha anh em. Mình sẽ coi này, trời soi cho anh em này. Thì con này có nói rất là nhiều bản, có Busa rất nhiều bản, bản Nexby này, bản Sport, bản Sport thì có loại hai bản, bản không ABS và bản có ABS nhá. Bản này là bản ABS này. Có lên rất là nhiều ốc titan nhá. Đấy. Ốc titan lên rất là nhiều luôn. Đấy. Ok. Kiểu dáng này rất là hầm hố, rất là to luôn nhá. Ngay cả két nước của nó cũng rất là to luôn. Đấy. Bayer. Này là thương hiệu của Ấn Độ, liên danh với hãng Kawasaki nha anh em nha. Giá con này thì 54 triệu nha anh nhá. Biển số 59 đời 218. Lên cái bộ AKR1 này, lên chống đổ này. Busa SR200. Đó, sẽ nổ máy cho anh em nhá. Ok, máy rồi. Đó. Con này thì nó có là rất nhiều chức năng. Đó. Móc thì thầm, ô siêu ấm luôn. Đó, tôi bật đèn lên cho anh em, đèn đỏ hết rồi. Ừ, đèn nha. Đó, buông đèn này anh em này. Đấy, thế rồi. Đó, con này thì chủ xe thì có lên hai kiểu sinh nhan luôn, sinh nhan trước, nhưng trên đây cũng có sinh nhan này, đó. Siêu đẹp luôn anh em ạ, cực kỳ hầm hố nhá. Đó, anh em thấy không? Đó, ok. Giá cũng rất là mềm, 54 triệu ha. Máy rất là lực luôn anh em ạ. Đấy. Ok. Kiểu dáng hầm hố. Nó phải bằng ngang con CBR 600R á. Đó, kiểu dáng nó to ha. 200cc mà hầm hố, cực kỳ hầm hố luôn ha. Đó, mặt đèn của nó này. Đó, giống như trang mấy con trong phim robot anh em. Đây thì có cả cái dòng KTM 200 này, đó, biển số 79, con này đời 215 nhá. Giá cũng rất mềm thôi, 57 triệu. 57 triệu. Đó. Giá thì cũng ngang ngang với con R15 thôi. Đó. Được con KTM 200, 200cc nhá. Đó, ok. Đây thì có CBR nữa này. CBR con này thì mấy đây? Biển số 78 đời 218, giá là 59 triệu. Đó.
Rồi ok, trên này thì mình sẽ coi con nào về nữa. À, có FZ25 này, FZ25 mới về. FZ25 con này thì biển số 59 để 2018 nhá. Đó. Giá là 57 triệu thôi nha mà. Đó, 57 nhá. Còn cái dòng GBX Demon này, đây GBX Demon nhá. Hiện tại thì đấy là 246 còn 6 chiếc. Giá cũng rất là mềm thôi. Giá bây giờ nó chỉ còn đồng giá là 49 triệu anh em nhá. Đó. 49 triệu. Thì mình xem có được biển số đâu này, con này biển số 95 này, biển số 70, biển số 47, biển số 59. Đó. Ok, đó. Cũng còn đã rút hồ sơ rồi. Đó. Thì anh em mua xe tại đây thì có bao rút hồ sơ cho anh em nhá. Đó. Và có hỗ trợ trả góp nữa anh em ạ. Đây. Thì anh em mua xe thì được tặng nhớt này, bảo hành xe cho anh em luôn. Đấy, anh em yên tâm nha. Lại địa chỉ nha, địa chỉ đây là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương nhá. Số điện thoại là 0976 741 725. Đó, có nhận giao lưu và trao đổi với đồng xe. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình hãy cho mình một nút đăng ký kênh nhá. Và nhấn chung nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình nhá. Khi nào có xe mới về mình sẽ làm video để cập nhật báo giá cho anh em nhá. Rồi xin chào, hẹn lại anh em video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, mình sẽ review cập nhật những dòng khác cho anh em. Có rất nhiều dòng xe về. Đó. Hôm nay thì chỉ mấy con 150, 200cc mình làm video cho anh em thôi. Còn hầu như là dòng xe khác cũng mới về. Về cũng rất là nhiều, phần khối lớn về cũng rất là nhiều nha. Đó. Và những cái phần nhỏ hơn thì bên dưới kia đó, cũng về rất là nhiều. Đó, mình sẽ cập nhật sau cho anh em. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.